chua gia vị. Eo ơi, thử thách lần này khó khăn thật đấy. Đúng rồi, tôi bóng nấu khó lắm chị nhờ. Từ sáng chưa thấy mặt đâu. Trước khi bán game này phải cần chị Hằng cơ, phải có chị Hằng mới nằm được. Ô mẹ ơi mẹ, mẹ biết chị Hằng đâu không? Ô chị Hằng à, ô sao chị Hằng này bịt kín mít như ninja này. Trời nắng thì phải bịt chứ không thành ninja châu Phi à. Cái game xin tổ hôm nọ chị em mình chơi cũng có một cái map mới rồi đây. Có map mới rồi? Ừ, thế em rủ chị chơi đây. Thật á? Ừ, map này tên là Cánh Đồng Hoang. Chị sợ chưa? Có lâu chị mới sợ. Hơi bị xịn đây. Cánh đồng hoang này chắc là nhiều thứ để sinh tồn lắm đây. Chị có thể bắt rắn ăn này, dế ăn này, cào cào châu chấu này, toàn là thứ ăn hoang dã đây. Chị sợ chưa? Toàn món kinh dị thôi. Bây giờ mình phải vào game thì mình mới biết là ở trong đấy nó yêu cầu mình sinh tồn cái gì. Mà tò mò thế nhở, không biết là cánh đồng này nó có những cái gì nhở. Chơi luôn chị nhở. Không biết lần này game cung cấp cho mình vật dụng gì đây nhở? Thôi vào luôn chị nhá. Vào đi. Chị đến rồi chị ơi. Hả? Em có đáp nhầm đúng không ấy? Ôi chị cây nào? Em bảo đồng hoang mà. Đồng? Hay là chị em mình nhầm rồi? Rồi, cái game đi, cái game đi. Không còn đấy đâu chị ạ, để em chọn bản đồ khác thôi. Ôi rồi ơi. Đây đồng hoang đây cơ mà với em vẫn nhầm. Ôi rồi ơi. Này, lần này là chơi sinh tồn tự túc nhá. Đâu không đi. Chơi team nữa. Ừ thôi em ấn đồng hoang nhá. Ôi rồi ôi em ơi. Chỗ này nó nắng hơn cả ở nhà mình luôn em ạ. May em cầm theo cái mũ của em đi ấy, không phải nắng tọt đầu rồi. Ôi dồi ôi, em nhìn có vẻ là hoang hoang rồi ấy chị ạ. Ủa, nhưng mà chắc chắn là đồi hoang rồi chị ạ. Đúng địa điểm rồi đấy nhỉ? Chắc chắn là đồng hoang rồi chị ạ. Chắc là đúng địa điểm rồi đấy. Nhưng mà hoang như thế này thì sinh tồn làm sao được. Ôi, có gì ăn đâu. Ôi em ơi, toang rồi, nhưng mà chuột nó còn không ở được chứ là mình. Thế mình chỉ ăn cỏ thôi à? Cỏ làm sao mà ăn được, vật dụng còn chưa được cung cấp đây này. Ui nhờ. Vật dụng đấy là gì ơi? Không phải làm thổ dân rồi. Ước gì mà có quả trứng. Trời nắng thế này có phải là rán được trứng luôn không? Yeah. Em đúng là rồi chị ơi. Chứ của em có gì nào. Ui nước. Chai nhựa không? Ôi mì tôm ăn sống. Nhiệm vụ lần này là không được ăn mì tôm sống. Phải nấu được mì tôm nên mới hoàn thành nhiệm vụ em. Nấu á? Nấu cái gì? Mì tôm sống. Đấy, em nghe thấy chưa? Nhiệm vụ lần này là không được ăn mì tôm sống mà phải nấu lên. Đây để em mang mì tôm đi nướng ăn. Rồi ôi, mì tôm mà nướng thì cháy khét liền hết à? Cái gì à? Em dốt lắm. Chúng ta sẽ phải mang mì tôm đi rang ăn. Nằn ní? Nằn có nồi rang? Ừ nhỉ. Thế nhiều cách nào đâu chị? Uống nước nấu thử gì? Sao em hỏi chị? Bây giờ nhiệm vụ lần này là chị em mình tự túc mà. Ôi em đi tìm nước của em nấu mì tôm em ăn. Đơn giản, có chai nước này. Chúng ta sẽ đi tìm nước rồi đựng nước ở đây rồi tìm tiếp. Chị đi tìm nước này kệ em. Em đi tìm nước này kệ chị. Thôi chị đi tìm nước này kệ em. Em đi tìm nước này kệ chị. Yeah yeah, thấy nguồn nước rồi chị ơi yeah. Nguồn nước này của em yeah. Ôi chị ơi, nước này có xít ở trong. Xít á? Đồng hoang mà sao lại có xít nhỉ? Có xít thì chắc chắn là có động vật sinh sống rồi. Thế thì chúng ta sẽ bắt đầu từ nguồn nước này. Thế em bưng nước vào chai. Eo ơi, nước em vừa bảo là có xít trong mà lại còn đi múc nước vào chai. Thế là em giờ em hóa xít đi xong em múc nước vào chai. Thôi, nguồn nước này em khám phá ra cho em đấy. Chị đi tìm nguồn nước khác sạch hơn. Nó sạch hơn á? Thế em cũng đi tìm nước sạch hơn.
tối em á. Ôi chị ơi, nước kia chị ơi. Yeah. Ôi nước sạch, nước sạch. Ôi nước ở đây có vẻ trong hơn này. Lấy nước thôi. Ừ, chị định mục trước thì mua hết nước của em á. Nước cả một cái ruộng này mà em bảo là chị múc hết được á, chị cần chỉ có một chai để nấu đủ gói mì tôm thôi. Này Cún ơi, em không biết bơi, cẩn thận lộn cổ xuống dưới nhá. À, chị lại thấy trước em à? Không đoạn đâu, hằng không ớt. Chị phát hiện ra là ở đây cũng đã có người từng sinh tồn rồi. Củi, mình sẽ tận dụng luôn cái củi này để cho nhanh đỡ mất thời gian đi tìm củi. Mình cũng sẽ nhặt củi. À, mình nhặt nhiều củi rồi, về rồi. À, đi nấu rồi. Đi nấu? Mình thiếu gì nhỉ? Không thiếu gì cả. Đi. À, mì tôm. Mì tôm. À, chị Hằng đâu rồi? Chị đâu, em cứ hỏi làm gì? Chị định trốn nhà mà không? Thì mỗi người một nơi đi. Em cứ đi theo chị làm gì? Chị cũng đi theo em thì cô á. À, em nhặt tí lá để tí mồi nữa. Trả lại cho em chiếc chuôn buộc quần. Trả lại cho em, trả lại cho em chiếc chuôn buộc quần. Em đi đây trước rồi. Rồi ơi, đan nóng rồi kìa, em còn đun nóng lửa bên người chị nữa. Em nhìn người gì thế này? Em sợ chị lạnh. Chị đeo túi bóng làm gì à? Chị cho túi bóng vào đây để chị nấu mà. Bởi vì có nồi đâu. Em cứ đưa đây, em cứ đốt củi làm gì? À, nhưng mà em có cách khác rồi. Túi bóng nè. Túi bóng à. Em ngồi em bên kia đi. Sao vậy à? Trời. Chị ơi, của em bị toang rồi chị ơi. Em hết nước rồi, túi bị thủng nữa rồi. Ôi trời ơi. Em phải không để cho cái chỗ lửa vào chỗ mà không có túi bóng cơ. Trời ơi. Thế được rồi, sao bên đây chị em mình làm thành một team nhá. Ừ, nó em đi em chết đuối không sinh tồn được đâu. Ui, như này bao giờ nước mới sôi nhỉ? Đúng rồi, nước đâu cháy hết chàng. Em cho mì vào luôn đi. Ừ đúng rồi, cho mì luôn chị nhỉ. Chị cầm nhá. Đấy, tí nước chỉ cần nóng lên là chị em mình có thể ăn luôn. Chua vào gia vị. Eo ơi, thử thách lần này khó khăn thật đấy. Đúng rồi, tôi bóng nấu khó lắm chị nhỉ. Trời thì vừa nắng nữa. Nóng thế nhỉ Cún nhỉ. Chị ơi, mì chưa rồi này, chín rồi này. Ôi, yeah. Cún ơi, mì. Đi ra ăn đi. Trời ơi, thoát được cái bếp này rồi, ra đây. Này, mình ra đây ăn đi. Đúng rồi. Ngồi kia vừa nóng vừa rét nữa. Ra đúng nơi xuất phát để nếu mà mình ăn xong thì mình hoàn thành thử thách rồi nhờ. Mà không biết lần này mình ăn xong thì mình sẽ được cái gì hả Cún? À,
Lần này mình ăn xong ấy, mình sẽ được mở một cái bản đồ mới. Mình đi sinh tồn chỗ khác đi chỗ có kinh dị hơn. Ăn đi nhanh lên. Wow, chị ơi mì tôm này. Ngon. Nóng nhờ. Em ăn nhiều gì đấy? Hứng mì vào quần luôn. Mời hết kìa. Công nhận nói thật đấy. Mà kiểu như là mình mất bao nhiêu công sức mình mới làm được ra, nấu được cái gói mì này ấy nhở. Mình ăn mình thấy ngon hơn. Anh đi chị ơi. Mình hoàn thành thử thách rồi mà không biết bao giờ chị em mình được mấy được out game nhỉ? Nhớ nhờ xách cả cái túi mì tôm này về nhá. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Các bạn đừng quên ấn like, chia sẻ video và đăng ký kênh để ủng hộ KN Channel nha. Đừng quên truy cập vào Facebook Hằng Channel để kết bạn với chị Hằng nha.